Rồi, xin chào tất cả các em, xin lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã giải cho các em ở bài 65 rồi đúng không nào? Thầy sẽ tăng tốc để thầy quay cho hết chương 3 rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu ở chương 4 ở bốc phương trình các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 66 các em nhé. Bài này khá dài. Chắc bài này thầy sẽ quay trong một clip các em. Giải các phương trình sau các em. Ta có câu A. X cộng 2 đề bài. Rồi. Thì gặp cái bài này thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chuyển cái vế bên phải qua vế bên trái và đổi dấu nha. Chúng ta đừng có nhân nhân vô mà chúng ta chuyển hết cả cái vế này luôn. Tại vì ở đây các em thấy có x cộng 2 mà đây có x cộng 2 này. Mục đích của mình đó là trong đầu mình nghĩ ngay là đó chính là việc đặt x cộng 2 này ra chung này. Này. Rồi chúng ta tương đương cái vế bên trái này chúng ta cứ viết lại. Không có đổi dấu gì hết. Chúng ta chuyển cả vế thêm như trường trước. Đó. Bước đầu tiên hiểu chưa nào? Bước thứ hai, chúng ta sẽ đặt cái x cộng 2 này ra chung. Bên trong còn lại là x mũ 2 trừ 3x cộng 5 trừ nè x mũ 2 bằng 0. Tương đương tiếp x cộng 2 này để đó. X mũ 2 trừ x mũ 2 này bằng 0 này. Như vậy trong ngoặc này nó sẽ còn là âm 3x cộng 5. Cái này nó trở về phương trình tích. Nó có dạng là A nhân B bằng 0. Thì các em cho A bằng 0 và B bằng 0. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra gì? X cộng 2 bằng 0 hoặc là âm 3x cộng 5 sẽ bằng 0. Có đúng chưa nào? Đã tương đương ở đây tiếp. Như vậy x sẽ bằng âm 2. Và ở đây là x sẽ bằng là 5 phần 5 phần 3, tại vì chúng ta chuyển cái dương 5 này qua là âm 5, âm 5 chia cho âm 3 thì bằng 5 phần 3. Ha. Vậy x bằng âm 2. Ở đây chúng ta kết luận là vậy, phương trình có nghiệm này. Có tập nghiệm này ha. Đó chính là s sẽ bằng là gì? Âm 2 hoặc là 5 phần 3. Được chưa? Ta giải nhanh gọn nhẹ như vậy. Ok cùng về chưa nào? Hiểu không nào? Gặp những cái bài này rất là dễ nên thầy giải nó hơi nhanh một chút. Nhưng mà những cái bạn nào đã vững những kiến thức cơ bản rồi, đã xem những clip trước ở trong cái phần những cái bài này, những dạng này thì rất là dễ, đúng chưa nào? Ta đi sang câu B nhé. Rồi, ta đi sang câu B nha. Số 6B. Ta có âm 7x mũ 2 cộng 4 chia cho x mũ 3 cộng 1 sẽ bằng x mũ 2 trừ x cộng 1 trừ cho 1 trên cho x cộng 1. Trước khi làm những dạng này á thì chúng ta cần phải tìm điều kiện xác định. Và để tìm điều kiện xác định thì bắt buộc chúng ta phải đi tìm mẫu chung, mẫu thức chung các em. Đây là phương trình chọn ở mẫu này. Mà các em thấy này, cái x mũ 3 cộng 1 đây này. Đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng điện thức số 6, nó có dạng là a mũ 3 cộng b mũ 3. Thì chúng ta viết trở thành là a cộng b nhân cho a mũ 2 trừ ab cộng cho b mũ 2. Thì cái x mũ 3 cộng 1 đây này nó chính là bằng hai cái mẫu này cộng lại. Thầy nói hai cái mẫu này nhân lại. Thầy nói là này, cái x mũ 3 cộng 1 này nó chính là bằng cái tích của x mũ 2 trừ x cộng 1 này nhân với lại là x cộng 1, hai này nhân lại. Như vậy thì x mũ 3 này cộng 1 này chính là mẫu thức chung. Có được chưa nào? Như vậy thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm điều kiện xác định. Có được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có x. Chúng ta sẽ cho cái mẫu chung, mẫu thức chung này sẽ khác không? Thì chúng ta tương đương ở đây là x này sẽ khác mấy? X sẽ khác âm 1. Cái này chuyển cộng 1 này qua thì x mũ 3 khác âm 1 thì x nó sẽ khác 1. Được chưa? Sau khi mà chúng ta đi tìm điều kiện xác định rồi thì mẫu thức chung ở đây đó chính là gì em? X mũ 3 cộng 1, hay nói cách khác là cái này nó sẽ bằng là x mũ 2 trừ x cộng 1 nhân cho x cộng 1, được chưa? Thì cái này chính là mẫu thức chung, hoặc là các em ghi cái này cũng được. Ok, em có hiểu không? Sau đó bây giờ chúng ta sẽ quy đồng. Như vậy bây giờ thầy sẽ ghi 1, 2, 3 mẫu. Ngay đây có dấu băng này, 1 mẫu này, 2 mẫu trừ ở đây. Như vậy thầy ghi mẫu thức chung ở đây ra. X mũ 2 trừ x cộng 1 nhân x cộng 1 ở đây. Được chưa nào? Đó.
Rồi bây giờ thầy ghi tự là trước nha. Cái bước làm thì chắc có lẽ chúng ta đã nắm rồi chứ, chia rồi nhân trên tử ha. Đó. Rồi bây giờ các em sẽ lấy các mẫu thức chung này, chia lần lượt từng mẫu này nhân trên đơn tử. Nhưng mà các em lấy mẫu này chia này, cái mẫu thứ nhất thì nó cũng chính nó, nghĩa là nó sẽ bằng một. Lấy cái mẫu này chia cho mẫu thức chung chia mẫu thứ hai, thì cái này hết, nhưng mà còn lại x cộng một. Nhưng mà ngay chỗ đây nhân thì x cộng một này, này nhân này thì mình xuất hiện cái này x mũ 2 trừ x cộng 1 ở đây. Sau khi chúng ta quy đồng xong thì chúng ta sẽ khử mẫu. Như vậy thì ở đây nó sẽ, tại vì khi nó nhân 1 này nó vẫn là âm 7x mũ 2 cộng 4. Cái này nhân vô em 5x cộng 5. Ở đây dấu trừ đằng trước này, thấy nè, dấu trừ đằng trước mà đây nhân cho 1. Thì bây giờ chúng ta thầy sẽ đổi dấu ở trong cái ngoặc này. Như vậy thành trừ x mũ 2 cộng x trừ 1. Cái bước này em đã hiểu chưa? Nghĩa là thầy muốn ở đây là bước nào thì các em vẫn bước nấy, rành bước nấy luôn ha, hiểu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển hết từ quế bên phải qua bên trái nha. Âm x mũ 2 cộng 4 này, cứ thầy chuyển là thầy sẽ đổi dấu. Ở đây cộng thì chuyển qua thành trừ, cứ vậy thôi. Cộng thành trừ, trừ thành cộng, cộng thành trừ, trừ thành cộng. Rồi được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ triệt tiêu trừ 7x mũ 2 cộng ở đây 1x mũ 2 là trừ 6x mũ 2, trừ 5x với trừ x là trở thành trừ 6x. 4 cộng 1 là 5, trừ 5 đây bằng 0, chứng tỏ đây bằng 0 này. Như vậy gặp trường hợp này chúng ta sẽ đặt là gì? Âm 6x ra chung bên trong, còn lại là gì em? X cộng 1 đúng chưa nào? Bằng 0. Tới đây chúng ta giải giống như lúc nãy, như vậy chúng ta cho là gì? Âm 6x này bằng 0 và x cộng 1 này sẽ bằng 0. Ta tương đương ở đây x này sẽ bằng 0 chia âm 6 thì bằng 0, và x này sẽ bằng là âm 1. Như vậy cái này là loại này, cái này lấy này. Tại vì này cái điều kiện xác định của chúng ta là x khác âm 1 này, như vậy âm 1 này sẽ loại ha. Ở đây chúng ta có là vì x bằng âm 1 không thỏa mãn cái điều kiện xác định của phương trình, vậy cái tập nghiệm của phương trình đó chính là S sẽ là gì? Bằng 0, được chưa? Chưa hiểu. Tại vì thầy vừa dạy vừa giải vừa nói nên nó rất là dễ hiểu, vừa viết cho thầy không phải là viết sẵn nên là rất là dễ hiểu đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu C nhé. Ta có câu C đây, 2x mũ 2 trừ x bằng 3 trừ 6x. Thì gặp cái dạng này á thì chúng ta cũng sẽ chuyển vế và đổi dấu, chuyển hết vế bên phải qua nha, để phía bên phải xuất hiện số 0 á. 2x mũ 2 trừ x, chuyển vế đổi dấu nha, trở thành là trừ 3 cộng 6x bằng 0. Thì tới đây á thì chúng ta phải nhìn cho nhanh để chúng ta nhóm. Ở đây là 1, 2, 3, 4, thì chúng ta sẽ nhóm ở vị trí 1 và 4 là một nhóm, 2 và 3 một nhóm để xuất hiện cây chung. Sau đó các em lại xuất hiện cây chung một lần nữa, chúng ta đặt cây chung ra. Như vậy thì đây 2x mũ 2 cộng 6x là chúng ta nhóm thành một nhóm này. Thầy đưa cái dấu trừ của 2 này vào luôn nha. Ở nhóm đầu tiên thầy sẽ đặt 2x ra chung, bên trong còn là x cộng 3. Ở cái nhóm thứ hai này thầy đặt dấu trừ đằng trước, khi đó x bên trong này sẽ đổi dấu trở thành x cộng 3 bằng 0. Đó, làm từ từ vậy các em. Khi đó chúng ta thấy x cộng 3 ra chung, chúng ta đặt ra chung, bên trong còn lại đây là 2x trừ. Ngay chỗ đây người ta không ghi, các em nhớ giùm thầy nó là số 1 chứ không phải số 0 nha. Nhớ chưa? Cái hệ số đứng đằng trước đây không, người ta không ghi, nghĩa là số 1 này. Như vậy thì ngay chỗ đây là 1 bằng 0 ở đây. Tới đây đã biết làm chưa? Biết rồi chứ? Và ông, các học sinh yêu quý lớp 8 của thầy. Như vậy từ đây chúng ta suy ra ở đây là x cộng 3 bằng 0 và 2x trừ 1 sẽ bằng 0. Chúng ta tương đương ở đây là x sẽ bằng trừ 3
và x ở đây sẽ bằng là 1/2, đúng chưa nào? Đó, tại vì bài này không có điều kiện xác định này nọ nên là chúng ta sẽ loại và lấy luôn. Như vậy thì ở đây là cả hai nghiệm này đều thỏa mãn ha. Vậy cái tập nghiệm của phương trình S sẽ bằng là -3/1/2, được chưa nào? Ok, em rồi chưa? Bài này rất là dễ, chúng ta đi sang câu D em nhé. Ta sang câu D em. Ở đây là phương trình chọn ở mẫu em, x-2. Nhìn là các em đã thấy mẫu chung chưa? Thấy hàng đẳng thức số 3. Mẫu này và mẫu này thì cái mẫu x^2 - 4 này đó chính là hàng đẳng thức số 3, thì nó bằng tích của hai mẫu này nhân lại với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm cái điều kiện xác định. Thì chúng ta có là x+2 nhân x-2 này sẽ khác không? Thì chúng ta tương đương ở đây là x+2 khác không và x-2 này sẽ khác không? Chúng ta suy ra ở đây là x sẽ khác -2 và x này sẽ khác -2, tương đương ở đây. Như vậy thì cái mẫu thức chung của chúng ta ở đây đó chính là x^2 - 4, hay nói cách khác là nó bằng x+2 nhân cho x-2. Sau khi chúng ta tìm mẫu thức chung rồi thì chúng ta làm tương tự giống như cái bài câu B. Đó nè, như vậy chúng ta tương đương ở đây còn 1 2 3 một gạch này. Các em cứ làm theo từng bước cho thầy. Dùng thước gạch nha. Nhưng mà do thầy tiết kiệm thời gian của thầy đây, nên là thầy sẽ viết cái mẫu thức chung này. Bữa nay thầy nói nhiều hay đau họng nghe. Rất là hay đau họng. Nên các em thông cảm nha. Rồi, bây giờ ở trên tử các em cứ ghi làm các bước trên tử nhân để đó. Số 3 nhân để đó. 2x - 11 nhân để đó. Như vậy lấy mẫu chung này chia cho mẫu thứ nhất thì ra được x-2. Như vậy ngay chỗ đây là x-2 này. Chia x-2 chứng tỏ đây là nhân x+2. Đây sẽ nhân cho 1 này. Tại vì chia cho chính nó thì chắc chắn sẽ là thầy còn lại số 1 ha. Sau đó chúng ta sẽ khử mẫu. Trong quá trình khử mẫu thì chúng ta sẽ nhân ở đây. Thì đây chính là x^2 - 2 - 3x+2. Ở đây chính là 2x - 11. Bây giờ thầy sẽ, đây chính là hàng thức số 2. Thầy đưa về khai triển ra x^2 - 4x+4. Nhớ đằng trước số 3 đây là có dấu trừ, khi chúng ta nhân vô thì trong đây phải đổi dấu nha. Như vậy nó sẽ -3 - 6. -3x - 6 sẽ bằng 2x - 22. Như vậy chúng ta tương đương là x^2 - 4x với -3x thì trở thành -7x. 4 - 6 thì -2, chuyển cái này qua trở thành -2x + 22 bằng 0. Tương đương x^2 - 7x nên là thành -9x cộng cho 20 bằng 0, đúng không? Ok. Đó. Như vậy bây giờ thầy sẽ tắt cái anh này. Khi gặp dạng này thì nói các em phải thông minh một chút. Nó không thể mà dành cho những bạn không thông minh được. Tại vì sao? Ở đây các em thấy này, -9 thì chúng ta sẽ tắt như thế nào đó để chúng ta nhóm x^2 và 20. Khi đó nó xuất hiện cái chung, và từ cái chung đó chúng ta lại đặt tiếp một lần nữa thì ra cái chung tiếp. Như vậy theo em thì -9 này thầy tắt bao nhiêu để thầy nhớ với x^2 và 20 này, thì nó lại xuất hiện cái chung nào? Đó chính là gì? Bạn đã biết cho tay nào? Đó chính là trở thành -4x với lại -5x + 20 = 0. Như vậy thì thầy sẽ nhóm hai đây trở thành một nhóm x^2 - 4x này một nhóm này, cộng -5x + 20 một nhóm bằng 0 này. Ở đây thầy sẽ đặt x ra chung, các em đã thấy chưa nào? Ở đây thầy sẽ đặt -5 ra, bên trong còn là x - 4 bằng 0. Ở cái việc tắt này là dành cho những bạn hơi thông minh một xíu nha.
Chúng ta chưa thông minh thì chúng ta phải cố gắng suy nghĩ nha các em nhé. Như vậy x trừ 4 nhân cho x trừ trừ 5 bằng 0. Như vậy từ đây chúng ta suy ra x trừ 4 thì sẽ bằng 0 và x trừ 5 sẽ bằng 0. Ta tương đương ở đây là x sẽ bằng 4 và x này sẽ bằng 5. Cái điều kiện xác định của ta là x trừ 2, x cộng 2 là cái này đều lấy hết kia. Như vậy ở đây chúng ta có là x bằng 4 hoặc là gì em? X bằng 5. X bằng 5, x bằng 4 nó đều thỏa mãn cái điều kiện xác định của phương trình. Vậy cái tập nghiệm của phương trình đó chính là S sẽ bằng là 4 với lại 5 nha. Hiểu chưa? Đây. Để mà làm được một cái bài phương trình trước vào mẫu này cũng không đơn giản nha. Nó có rất là nhiều bước chúng ta cần phải xử lý, đặc biệt là cái việc tách và hàng đẳng thức chúng ta phải nắm cho vững nha. Rồi cái bước quy đồng thì chắc chắn phải vững rồi. Đó. Chứ không phải một ngẫu nhiên một bạn học sinh vào mà làm được những cái bài này đâu nha. Chúng ta phải có những cái gì đó gọi là cơ bản của toán học thì khi đó chúng ta mới làm được. Chứ còn những bạn mà mất kiến thức cơ bản thì rất là khó khó làm được. Bạn khó chỉ ngay lấy lại từ đầu em. Nên ngay từ bây giờ chúng ta đừng có để mất cơ bản. Em hiểu chưa nào? Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.